Xin biết chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu lại cho tất cả các bác với cái con van mang nhãn hiệu là DBX đấy, DSP 9000 Flut, một trong những chiếc van phải nói là cực kỳ là hay và rất nhiều kết nối các bác nhé. Và âm thanh của nó là âm thanh Hi-Fi 5.1 đấy. Thì tại sao em nói là 5.1? Thì các bác có thể nhìn thấy ở đằng sau đít của nó, thì các bác có thể nhìn thấy là nó có 5 cổng đầu ra, đó là ZL này, SZ, SL này và SVK. SVK là gì? SVK là subwoofer, tức là loa trầm. Còn hai cái loa này là hai loa vệ tinh, và đây là hai loa chính. Đấy, Z và L, SZ, SL. Đấy thì con này nó có hiệu ứng đây, nhưng các bác cũng đã thấy là nó có 2N. Đấy, 2N Hi-Fi, tức là nó có sở hữu một cái 5.1 trong cái này, và nó có luôn cả exciter, tức là có luôn cả nâng tiếng tích hợp sẵn. Đấy, có chống hú và hai chip của Nhật, hai chip Mitsubishi của Nhật. Đấy là một trong những chiếc van phải nói là ok nhất hiện tại các bác nhá, một chiếc van cơ ok nhất hiện tại. Và có chỉ đường chỉnh eco, tất cả các bác cũng đã thấy đây, eco riêng biệt 6B, đang tắt eco này, tăng eco này, 6B đang chỉnh. Đấy, đây là đường mic này, đây là đường music này, chỉnh riêng biệt. Và các bác cũng đã thấy là trên cái đường mic EQ, đường mic con này thì nó có chỉnh được cả EQ các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy các tần số đây, 100, 250, 600, 1K cho đến 6,3K. Các bác cũng đã thấy là nếu mà giọng hát của chúng ta bị ù thì chúng ta sẽ phải giảm nó xuống. Đấy, và những cái gì tốt thì chúng ta sẽ tăng nó lên. Và cái này nó cũng tác dụng rất nhiều vào chống hú các bác nhé. Đấy, và con này có luôn cả chống hú, đó là FX. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Đây là mặt sau của nó, em sẽ quay cả mặt trước và mặt sau của nó. Thì với cái con van này thì như các bác cũng đã thấy là nó có cổng quang. Đấy, một cái kết nối rất là hiện đại. Gần đây các bác rất thở thích có cổng quang, vì có cổng quang nó sẽ có một cái TV ấy, thì chúng ta có thể cắm trực tiếp vào đây thì không phải dây dợi nhiều, và có kết nối từ xa, đó là kết nối Bluetooth, thì anh em có thể là sử dụng rất là ok con này, kết nối Bluetooth và không có gì xa lạ nữa. Đường AUX1, AUX2 dùng cho jack hoa sen, và đường sâu sound output này nó có tác dụng là anh em dùng âm ly đấy, thì anh em có thể cắm trực tiếp từ đây xuống được. Đấy, không phải có dùng này nữa. Đấy, ngoài 5 cổng này ra nó còn cổng này nữa, thì đấy, các bác có thể thấy là con này kết nối rất là tốt. Đấy, kết nối rất là tốt và nó sử dụng 2N luôn, kết nối 5.1 các bác nhé. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em với hai số điện thoại bên này giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Đấy, bên em giao hàng toàn quốc, và giá hiện tại cho một chiếc van này kèm dây jack và bao ship, giá hiện tại đang là 1.800.000 đồng. Đấy, một chiếc van cơ chỉnh tay mà có cái tiếng phải nói là rất là ok. Em có thể tăng eco lên, em nói 6B8 9. Đấy, tiếng eco cực kỳ là mềm mượt. Và các bác có thể chỉnh được delay R và delay L. Các bác có thể thấy là chỉnh được delay cho từng loa. Đấy, rất là tiện. Và có repeat, đấy, có volume. Volume này thì các bác nếu mà mình muốn giới hạn thì chúng ta sẽ sử dụng cái giới hạn này rất là tiện, và hoặc là chúng ta có thể chỉnh ngay trên cái núm to này rất là tiện. Đường AUX1, AUX2 chúng ta có thể tùy chọn. Và cái Bluetooth này thì lúc nào nó cũng bật các bác nhé, lúc nào cũng bật, các bác có thể cắm vào lấy luôn tín hiệu được luôn. Đấy, không có gì là xa lạ cả. Đấy, ngoài ra thì cái con này nó có tích hợp luôn cả cầu chì. Đấy, nó có sự cố gì nó sẽ cắt cái cầu chì này đi. Đấy, rất là an toàn luôn. Thì ok, hôm nay giới thiệu nhanh với các bác như vậy thôi. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp các bác nhé. Rồi, hẹn các bác những clip lần sau. Chào tất cả các bác.